Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Soul Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Soul Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện, tập 107. Tiếp theo tập trước, sau khi men cho Trương Thu Chỉ đi bán muối, dọa Trương Sở Tề cả gia quần, hắn liền cúp đuôi rời đi. Thanh niên ngu thượng nhung ở một bên hóng hớt cũng chém cụt ngón tay của Trương Sở, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, ngươi không cần sợ hãi, ta chưa từng hiếp người vô cớ a à, điều này làm cho trương sở nhà ta cầm nín đã mạo phạm rồi xin cáo tử ngu thượng nhung rất lịch sự chào trương sở trước khi rời đi sau đó hắn liền thi triển khinh công tốc biến rời đi trước mặt trương sở để lại mình tên này đang ngây ngốc hắn giơ ngón tay cục của mình lên nhìn ngắm hai dòng lệ tuôn rơi toàn thân run rẩy không biết giờ anh đi nặng hay đi nhẹ đây một lúc sau hắn mới hét lên có lẽ là do đau đớn mất máu nhiều quá hoặc cũng có thể là để giải tỏa sự sợ hãi trong lòng sau đó tại đại diện của ma thiên các kim đình sơn vào ban đêm trời đầy sao tên giả mạo lục châu đã bị đoan mộc sinh túng cổ kéo về đây tên này ngây ngốc không dám ngẩng đầu quỳ gối đầy sợ hãi nhìn hắn mên thầm nghĩ cái tên gia hỏa này tuy giả mạo mình tuy nhiên hắn cũng là người của vân tông một trong tam tông phía nam đại viêm hơn nữa tu vi còn là nguyên thần kiếp cảnh hoa vô đạo kia nếu thực sự đúng như những gì đoạn hành đã nói để thoát khỏi tâm ma tên này sẽ tới ma thiên các vậy thì đinh phồn thu với tư cách là người của vân tông có lẽ hắn sẽ còn một chút hữu dụng nghĩ xong lục châu liền sai lão tam lôi tên này xuống giam giữ với kẻ cục xúc như đoan mộc sinh hắn liền túm cổ áo tên này lôi đi như một con cờ hó mặt khác nếu như nhìn thấy hoa vô đạo lập tức đem hắn tới gặp phi sư lục châu dặn dò thêm minh thế nhân tên này lập tức lĩnh mệnh luôn sau đó hắn quay sang hỏi đám nữ tu của diễn nguyệt cung diệp thiên tâm hai ngày nay thế nào rồi hả Nghe hỏi, đám này lập tức quỳ gối, ôm quyền trả lời, bẩm các chủ, ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, những cái khác cũng không có gì đáng ngại cả. Điều này khiến cho Lục Châu có chút an tâm, với thể chất của bạch tộc, chút suy yếu đó với nàng ta cũng không tính là gì cả. Trước khi chân tường Ngư Long thôn chưa được tra rõ ràng, cũng không tính khai thác thêm bất cứ điều gì từ nàng ta cả. Vì vậy, hắn cũng không hỏi thêm gì cả, liền đuổi cả đám đi ra ngoài, cho hắn đi nghỉ ngơi. Đám đệ tử và nữ tu diễn nguyệt cung rời đi. Lục Châu lại chui vào trong mật thất thẩm du, hai ngày nay hắn không có lĩnh ngộ thiên thư, trạng thái tinh thần so với trước đây có kém đi một chút. Lúc này, bảng hệ thống hiển thị thuộc tính cơ bản của Lục Châu, tu vi mới có phạn hải bát mạch, pháp thân tứ tượng tung hoành. Tuổi thọ còn lại có 5.800 ngày, vũ khí chủ đạo là vị danh và đa tình hoàn của Diệp Thiên Tâm, công pháp tam quyển thiên thư. Cùng với một đống thẻ đạo cụ và hai thần thú bệ ngạn, bạch trạch, cái số điểm công đức kia để mua pháp thân kế tiếp thì còn kém 1 điểm nữa pháp thân của hệ thống đắt như vậy, tạm thời Lục Châu chưa có mua nổi, phải tìm cách kiếm thêm điểm công đức mới được, hắn thầm suy tính, hơn thế nữa, nhiệm vụ Ngư Long thôn chân tướng vẫn chưa hoàn thành, những cái phần thưởng phong phú kia của hệ thống vẫn chưa thể cầm tới tay được, vậy thì chỉ còn cách chơi lô tô sổ số, số mà thôi. Nhưng mà số hắn vẫn đen như chó mực, ngay lần rút đầu tiên đã chẳng được cái gì ngoài việc điểm may mắn cộng thêm một điểm. Hắn lại tiếp tục rút, trong lòng thầm nghĩ có lẽ lần này cũng thế thôi, lại tay trắng vẫn hoàn tay trắng mà thôi nhưng trái ngược với sự ủ rũ của hắn lần này hệ thống lại tặng cho hắn pháp thân ngũ khí triều nguyên của cấp tiếp theo điều này làm cho hắn há hốc mồm đang ăn mì cũng bị rớt nước ra ngoài bất động nhìn bảng thông báo hệ thống đúng là chó ngáp phải rồi mà đến bản thân hắn còn không tin nổi cái này cũng được hay sao chứ nếu là mua thì cần tám ngàn điểm công đức mới có thể mua được giờ chỉ cần năm mươi điểm rút thưởng thì lại rút được cái mình cần hay không bằng hên mà lục châu liền sử dụng ngay cái pháp thân này làm cho cái bát mì rơi tùng lum hết ra. Hắn thầm nghĩ, sớm biết như vậy, hắn đã mua điều ước thứ bảy rồi, về đạo lý cũng giống nhau mà. Nếu như không có những thất bại trước đây, thì làm sao có thể có được thành công lúc này được cơ chứ, nên tự động viên chính mình về hành vi đánh bạc của mình. Sau khi sử dụng pháp thân, thì trong nháy mắt pháp thân tứ tượng tung hoành đã bị ngũ khí triều nguyên pháp thân thay thế, chẳng cần tu luyện, tự động như thể đã có từ lâu. Bát mạch sớm đã quán thông, cho nên thời điểm pháp thân ngũ khí triều nguyên ngưng tụ, nguyên khí giống như là thủy triều sóng mãnh liệt lan tràn ra toàn thân vô cùng thoải mái tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là tuổi thọ cho nên cần thêm thẻ nghịch chuyển so sánh một chút thì so với rút thường được mấy cái đồ vật khác thì tạ ơn hân hạnh chiếu cố lại càng nhiều hơn nhưng xét về tổng thể thì vẫn là được nhiều hơn mất lục châu thẩm so sánh lúc này lục châu lại rút thường tiếp nhưng mà hệ thống liên tục báo tiêu mất 50 điểm công đức như lại ra về tay trắng chỉ có thêm được một điểm may mắn mà thôi liên tục 5 lần đều là cùng một dạng thông báo hân hạnh đã chiếu cô khiến cho lục châu đen cả mặt lại đột nhiên hệ thống thông báo được mua một cái dương màu tím bí ẩn mà giá mua tận hai ngàn điểm công đức thời hạn sử dụng chỉ có một ngày mà thôi điều này cũng khá khó hiểu lại có thời hạn mua bán hay sao lục châu nhớ lại một số trò chơi trực tuyến ở trên địa cầu quê hương cái này chính là điển hình của phong cách làm việc của gian thương mà chỉ bất quá hệ thống lại nhàm chán như vậy hay sao chứ lục châu có chút nghi ngờ sau một hồi suy ngẫm Hắn quyết định mua cái hộp này, trực giác mách bảo cho hắn, ở trong cái thần bí dương này, chắc chắn là có đồ tốt đây. Sau khi trừ đi 2.000 điểm công đức, hệ thống hiển thị cái dương màu tím này ra cho mên. Hắn mân mê nó một vòng xung quanh, có chút bất đắc dĩ, cái dương này hoàn toàn không tìm thấy chỗ để mở ra. Bốn phía xung quanh bị đóng kín, một cái dương màu tím hoàn toàn giống với màu sắc của giao diện hệ thống. Lúc này, Lục Châu thử dùng sức mình, dùng tay chặt lên cái dương xem có thể dùng sức mạnh để mở được không nhưng mà đập vài phát lên đó cũng không hề suy chuyển ngay cả tay hắn cũng đã phồng lên như quả bóng dùng cả dao cũng không chặt được cá dương này quá cứng rắn mà một chút phản ứng cũng không có ở bên ngoài thấy tiếng động lớn do bên phá hộp phát ra hai huynh đệ tiểu diên nhi và minh thế nhân khá khó hiểu thấy tiểu diên nhi có ý định đi vào minh thế nhân ngăn nàng lại đừng đi vào sư phụ lần này đi ngư long thôn không có thu hoạch được gì cho nên đang nổi nóng đó tiểu sư muội muội có rảnh không Lão Tứ hỏi cô nhóc, "Nghe vậy, cô bé có chút không hiểu tên này muốn làm gì, lúc này, Minh Thế Nhân liền nhẹ giọng nói, "Theo ta luyện một chút, xem thử cái ly biệt câu của sư phụ mới cho ta." Có vẻ như là cố ý khoe khoang, làm cho tiểu Diên Nhi bé bỏng tủi thân, nước mắt rơi, lúc này, lão Tam từ xa chạy tới, nghe thấy lão Tứ đang tìm người luyện công, liền vui vẻ gọi, "Lão Tứ, thật tốt quá, có phải sư phụ vừa ban cho đệ một kiện vũ khí thiên giai hả?" "Nhanh, tới, tới đây a." Ta thật sự rất là vội rồi đây, bây giờ ngươi có vũ khí tốt rồi, so với chịu ăn đòn như trước đây thì tốt hơn nhiều. Nhanh nào, lão Tam túm đầu Minh Thế Nhân đi ra sau núi trong sự bất lực của hắn, chỉ biết khóc thét trong sự vui vẻ hào hứng của lão Tam. Lúc này Tiểu Diên Nhi cũng làm mặt xấu, thè lưỡi trêu hắn, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt ta chứ, hình nàng không có vũ khí thiên giai. Cùng lúc này, ở trong mật thất của Ma Thiên Các. Sau một hồi loay hoay, Mên cũng bất lực, chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn thậm chí không có một chút vết xước nào cả mở không ra cái dương này vậy là có cái ý gì đây là mất trắng hai ngàn điểm hay sao chứ lục châu có chút bực bội với hệ thống nhìn bên ngoài thì ngoài những vết xước ở giữa các mặt của hộp thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả cái hộp rắn chắc thế này lục châu nghĩ tới cái vũ khí vị danh của mình không biết giữa vị danh và dương bí ẩn này thì cái nào cứng hơn nghĩ tới là làm lục châu dùng vị danh kiếm chém lên cái dương tử sắc kia sau khi chém xong Mên dơ vị danh kiếm lên nhìn ngắm, nhưng mà không có chút dấu vết nứt nào trên thân kiếm. Lại nhìn cái dương kia, thì giống như vị danh kiếm, hoàn hảo, không một chút tổn hại nào, ngoại trừ một vết chảy mà thôi. Điều này có thể thấy, vị danh kiếm càng là hơn cái dương này một bậc. Nhưng một lúc sau, một chuyện thần kỳ lại xảy ra, chất liệu của cái dương này cực kỳ quỷ dị, vậy mà có thể hồi phục về hình dạng ban đầu, vị danh kiếm của hắn. Ngay cả địa giai vũ khí đỉnh phong của Hắc Kỵ cũng có thể chặt đứt được, vậy thì chất liệu của cái dương này có lẽ cũng thuộc hàng thiên giai rồi nhưng mà hệ thống đã bán cái dương này tất nhiên là sẽ có chỗ hữu dụng của nó có gấp gáp cũng không có tác dụng gì cả nhưng mà tạm thời bỏ qua đã thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng mà thôi cuối cùng sẽ tìm ra phương pháp xử lý nó vì vậy liền cất nó đi lục châu lại lôi thiên thư ra để tu luyện cùng lúc này tại phòng nghị sự của thanh ngọc thánh đàn tổng bộ của chính nhất đạo thanh niên dâu ria đang báo cáo trưởng môn Ma sát tông nhận bất bình cố tình đem ngài dẫn ra ngoài, đây rõ ràng là kế điệu hồ ly sơn mà, hắn đổ nước bẩn cho đám ma sát tông kia, dù sao theo hắn, ma đạo chẳng có tên nào tốt cả. Cơ Thiên đạo thừa lúc ngài vắng nhà mà vào, giết chết Trương trưởng lão, ta đã nói từ sớm mà, đám ma đạo này không thể tin được, ý của hắn là ma sát tông và ma thiên các đang hợp tác với. Lúc này, Trương Viễn Sơn vẻ mặt không lấy gì làm vui cho lắm, nhàn nhạt hỏi lại, "Trương sở, ngươi xác nhận người mà ngươi nhìn thấy?" là ma thiên các cơ thiên đạo sao còn có kiếm ma ngu thượng nhung nữa sao nghe vậy trương sở cam đoan hoàn toàn chính xác coi như là ngài nghĩ ta nói láo thì thanh ngọc thánh đàn lúc đó có rất nhiều đệ tử của tông môn chúng ta có thể đứng ra làm chứng điều đó ngón tay này của ta cũng là bị kiếm ma một kiếm chém đứt đây hắn chìa bàn tay bị đứt một ngón của hắn ra nhưng mà đám người trong này không tin kiếm ma xuất thủ mà ngươi còn có thể đứng ở đây được hay sao điều này làm trương sở nghẹn họng không biết giải thích ra sao cả ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao kiếm ma lại tha cho mình nghe đám này cãi nhau trương viễn sơn có chút khó chịu hắn quát đủ rồi việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ trước khi còn chưa có xác định rõ ràng mọi chuyện không cần phản phán đoán suy luận vô căn cứ như thế vấn đề của trương thu trì tạm thời gác lại đã nhưng mà trương sở không cam tâm hắn vẫn ngoan cố chẳng lẽ cứ để trương trưởng lão đi bán muối vô ích như vậy sao thấy thế trương viễn sơn liếc nhìn hắn hư lạnh thế nào chẳng lẽ ngươi muốn đi báo thù cho hắn sao hả? Điều này thì chạm đúng nỗi đau không chỉ của trương sở, mà còn của cả đám người có mặt trong phòng nghị sự này, không tên nào dám lên tiếng nữa, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Bởi vì, có kẻ nào dám tới ma thiên các mà kiếm chuyện chứ, tứ đại hắc kỵ của thần đô ám bộ kia. Sau khi tới ma thiên các cùng với thủ lĩnh bọn chúng thì liền không còn tin tức gì nữa, trước đó thì ma sát tông tả tâm thiền, đương thời là người duy nhấn dựa vào ma thiền. Đạt tới cảnh giới nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, cũng táng thân ở ma thiên các đầm rồng hang hổ như thế những người khác còn có ai dám đi tới đó mà gây chuyện nữa chứ điều duy nhất bây giờ bọn chúng có thể dựa vào đó chính là chờ đợi mà thôi chờ đợi cơ thiên đạo chân chính đại nạn sắp tới đến lúc đó ma thiên các sẽ không còn tồn tại nữa lúc này tại thang tử trấn cách kim đình sơn mấy chục dặm tại một quán ăn nhỏ ven đường người trung niên đeo kiếm lên tiếng sư phụ người thật sự muốn đi ma thiên các sao nghe nói những người ở đó đều là ma đầu tội ác trồng chất nếu người có gì bất chắc, tên này lo lắng lắm. Nghe vậy, sư phụ hắn mới bắt đầu chậm rãi, 20 năm qua, vi sư đã do dự rất nhiều lần rồi, có đôi khi là sợ hãi, có đôi khi là lo lắng cho thanh danh của Vân Tông sẽ bị hủy hoại. Ngay tại thời điểm này, ta vẫn đang suy nghĩ, nếu như không thể đi đánh bại cơ thiên đạo, vậy thì cái tâm ma này sẽ đi cùng với vi sư xuống âm tảo địa phủ. Đến lúc đó, thì thật sự là đi bán muối không thể nhắm mắt được, hắn chính là hoa vô đạo, trưởng lão của Vân Tông người đanh canh cánh trong lòng mối nhục thua cơ thiên đạo mà 20 năm chưa thể đột phá tu vi. Tập 108, Hoa Vô Đạo đang chậm rãi nói chuyện, chính ma từ trước tới nay, không đội trời chung với nhau. Nếu không phải di thân phận vân tông trưởng lão kia, vi sư há có thể kéo dài thời gian tới tận bây giờ cơ chứ, hắn cầm chén rượu, giọng lạnh bằng. Ngươi vẫn còn trẻ, có một số việc nghĩ không ra thì cũng không nên nghĩ nữa, khi nào ngươi đến tuổi này của vi sư, hết thảy mọi thứ đều sẽ hiểu mà thôi, hắn dăn dạy tên đồ đệ của mình đồ nhi thật sự không hiểu cũng không muốn hiểu nhưng mà tên đồ đệ ngang bướng lắm làm cho hoa vô đạo có chút tức giận nghiệt trướng việc này tâm ý của vi sư đã quyết đừng có nhắc lại chuyện này nữa hắn gằn giọng mình cùng với đó tay hắn bóp nát cái cốc trong lòng bàn tay điều này làm cho đám khách quan xung quanh sợ hết hồn hết vía một lúc sau tên đồ đệ mới quan tâm hắn sư phụ tay của người đang chảy máu kìa nhưng mà hoa vô đạo vẫn cứng lắm không sao nhưng mà ngươi có thuốc cầm máu không hả, tưởng thế nào, cũng bình thường thôi. Sau đó, hai thầy trò liền rời đi, bước tới vùng núi phụ cận Kim Đình Sơn, tên đồ đệ lo lắng, sư phụ, nó dường như vẫn đang không ngừng chảy máu kìa, nghe vậy, hoa vô đạo cũng không quan tâm, không sao, hai ngày nữa sẽ ổn thôi mà. Thời gian hai ngày nháy mắt đã trôi qua, mên thủ dâm thiên thư ở trong mật thất không ngủ, nhưng tinh thần của hắn vẫn vô cùng sảng khoái, không chút mệt mỏi. Hắn thầm nghĩ điểm công đức bây giờ còn thừa 3862 điểm. Nếu chỉ trông chờ vào những cái nhiệm vụ mà hệ thống phát ra thì tốc độ tích lũy điểm công đức tựa hồ khá là chậm chạp. Thành kính triều bái cũng có thể thu được điểm công đức, có lẽ cũng nên để một vài tên đồ đệ đi ra ngoài hoạt động một chút a. À. Mên đang có dự định thì lại có tiếng Tiểu Diên Nhi gọi, "Sư phụ, dưới núi có người cầu kiến người đó." Nghe vậy, Lục Châu đứng ở trên lầu ba nói vọng xuống, "Người nào vậy?" "Là Hoa Vô Đạo ạ." À, tiểu Diên Nhi hét lớn trong vui vẻ lại sắp có đánh nhau rồi đây mong chờ quá đi nghe vậy mên cũng khá kinh ngạc nhanh như vậy hắn đã tới rồi sao nếu như hắn thực sự có tâm ma e ngại kẻ mạnh hắn lại dám đến ma thiên các sao đúng là rất can đảm đấy nha sau đó lục châu liền phi thân xuống dưới mới có tí tu vi còn con đã bày đặt bay lượn rồi thấy hắn tiểu diên nhi vui vẻ sư phụ người dường như lại trẻ ra rồi đó làm cho lục châu có chút xấu hổ liền đổi đề tài ngươi cái công phu vuốt mông ngựa này còn không bằng đi tu luyện cho tốt nếu không có việc gì làm thì nên theo tứ sư huynh học hỏi nhiều hơn theo lão tứ có mà thành lươn lẹo à nhưng mà tiểu diên nhi cái gì lục châu nói đều đồng ý vô điều kiện luôn lúc này nữ tu của diễn nguyệt cung liền tới thông báo các chủ hoa vô đạo sẽ tới đây trong giây lát nữa thôi đám này người nào người nấy bong bưởi đều vĩ đại như nhau làm cho các thanh niên minh thế nhân phan trọng mắt mũi sáng ngời lục châu đi lên cái ghế bành của hắn chiêu nguyệt thế nào rồi hả nghe vậy lão tứ liền đáp sư muội hàng ngày đều khắc sâu kiểm điểm bản thân vu thuật đã biến dị chưa lục châu lại hỏi sang vấn đề khác nhưng mà lão tứ thường xuyên qua chỗ cô nàng xem liền khẳng định tạm thời chưa thấy có biến dị chú ý tới nàng ta nhiều hơn lục châu dặn dò cùng lúc này hoa vô đạo và tên đệ tử đã đi tới đại điện ma thiên các ánh mắt vẻ mặt hai người đều đam chiêu tên đệ tử có xen lẫn chút tò mò đây là lần đầu tiên hắn đi với hang ổ của ma đầu đệ nhất thiên hạ lúc này hoa vô đạo cũng mở mắt ra nhìn lục châu hắn nhẹ giọng cuối cùng cũng đã gặp lại rồi men đang ngất ngưởng trên cái ghế chính điện cũng nhẹ giọng bảo hắn ngồi xuống nói chuyện lần này thì không ngồi cái ghế bồn cầu nữa mà tên này được ngồi cái ghế cũng ra gì và này nọ hắn bắt đầu chào hỏi ta vốn nên sớm đi tới bái phỏng mới phải nhưng mà có nhiều chuyện cuốn thân hôm nay mới tới đây để xề. hoa vô đạo ngươi tới từ vân tông từ xưa tới nay chính đạo và ma đạo luôn đối đầu Ngươi lại dám minh ngang đi tới ma thiên các sao? Lục Châu tử tốn hỏi hắn. Ngươi không sợ bổn tọa sẽ cho ngươi đi bán muối hay sao chứ? Nghe vậy, Hoa vô đạo liền trả lời: Nếu như là mấy năm trước, có lẽ ta sẽ sợ. Nhưng đến hôm nay, ta cũng không còn là ta của năm đó nữa rồi. Ta đã nhìn thấu sinh tử rồi. Nếu như còn sợ hãi nữa, thì hôm nay ta đã không có mặt ở nơi này rồi. Có lẽ tên này cũng sắp tới đại nạn. Nếu không đột phá thì chỉ có bay màu, nên mới máu liều dâng lên não. Nghe tên này nói tiểu diên nhi liền hừ lạnh quát lớn lá gan của ngươi cũng thật lớn đấy nha nàng không dồn về phía hoa vô đạo mà lại hùng hổ đi về phía tên đồ đệ làm cho hắn sợ hãi lùi lại phía sau thấy thế hoa vô đạo có chút tức giận phế vật mặt mũi của vi sư đã bị ngươi làm cho mất hết rồi hắn quát mắng tên đồ đệ can đảm lắm ở bên trên lục châu nhẹ giọng khen hoa vô đạo chẳng biết khen thật hay khen đều nữa ta nhất tâm hướng đạo si mê tu hành chính ma phân tranh thì có liên quan gì tới ta chứ hoa vô đạo nói rõ lập trường của mình nhưng mà minh thế nhân khinh thường nói thì dễ nhưng dù sao ngươi cũng vẫn là vân tông trưởng lão của chính đạo nghe vậy hoa vô đạo liền giải thích trước khi lên đường tới đây ta đã từ chức trưởng lão rồi tên này đúng là bỏ hết cả gốc lẫn lãi đầu tư cho chuyến đi này rồi thế nhân đều rất coi trọng thanh danh quyền thế vân thiên la tam đại tông môn vân tông đứng đầu rất nhiều người thèm muốn cái vị trí trưởng lão này Vậy mà tên này ngược lại có thể từ chức khỏi vị trí này, đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà. Ta tuổi tác đã cao, cuối cùng cũng phải trở về với cát bụi, hôm nay tới ma thiên các, không cầu mong gì hơn. Chỉ mong giải khai cái tâm ma năm đó mà thôi, thấy vẻ mặt nghi ngờ của mên, hoa vô đạo giải thích thêm. Nghe cái tâm ma này, tiểu diên nhi chẳng hiểu gì cả, chỉ có hoa vô đạo vẫn tiếp tục múa mỏ. 20 năm trước, ta từng bại dưới tay của cơ huynh, từ đó về sau. Tu vi đình trệ không tiến thêm bước nào nữa, Việc này là trò cười cho Vân Thiên La Tam Tông, thậm chí cả giới tu hành, đây chính là mấu chốt trong lòng ta. Tâm ma của ngươi thì liên quan gì tới sư phụ của ta chứ? Lão Tam bực bội, nghe vậy, Hoa Vô Đạo lại nói, nguyên nhân do cơ huynh mà ra, nên cũng phải từ cơ huynh để kết thúc. 20 năm qua, ta vẫn một mực canh cánh trong lòng chưa thức mà cơ huynh đã đánh bại ta. Nghe vậy, Minh Thế Nhân khinh thường, đánh rắm, cơ huynh cũng là để cho ngươi gọi à. Huống hồ 20 năm trước, ngươi cũng chưa có tiến bộ gì chẳng lẽ muốn đến ma thiên các để ăn đòn sao? Nghe lời này, làm cho Hoa Vô Đạo mặt nghệt ra. Hắn thầm nghĩ, nơi này là Ma Thiên Các, người người sợ hãi, khi đối mặt với đương kim đệ nhất ma đầu, xưng hô như vậy có chút không ổn thật. Thế là liền chắp tay xin lỗi, là ta thất lễ rồi. Lúc này, Lục Châu cũng lên tiếng, tên đầu nhi này của bản tọa từ trước tới nay đều không có quy củ như vậy. Nhưng mà lời của hắn nói, cũng chính là suy nghĩ của bản tọa, nghe tưởng là mắng, mà lại không phải là mắng. Làm cho Minh Thế Nhân đắc ý lắm, khoanh tay mũi dài ra, đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chủ mà. Ta đến Ma Thiên các chỉ có một mục đích duy nhất, chính là giải khai tâm ma bấy lâu nay. 20 năm trước ta không phải đối thủ, 20 năm sau, ta tự nhận mình cũng không phải đối thủ." Hoa vô đạo cúi đầu nói. "Bại chính là bại, ngươi tu vi không tiến, rộng chân tại chỗ, ngươi có tâm ma thì có liên quan gì tới bản tọa chứ? Ngươi cho rằng Ma Thiên các là cái bệnh viện hay sao chứ? Là tế thế Bồ Tát sao?" Vẻ mặt Lục Châu đầy khinh thường, tay vẫn mân mê cái cốc nước hoa quả, uống mãi không hết. Lúc này, Hoa Vô Đạo không biết nói gì thêm, hắn cúi đầu ôm quyền hành lễ, bộ dáng cầu xin. "Chính ngươi tài nghệ không bằng người, không thể trách người khác được, coi như là ghi hận ma thiên các chúng ta, điều đó cũng là vô dụng mà thôi." Minh Thế Nhân khinh thường nói. Lúc này, tên đồ đệ tức giận lắm, "Sư phụ ta thành tâm mà đến, vậy mà đám các ngươi lại sỉ nhục sư phụ ta, quả thực là khinh người quá đáng mà." nói sự thật thì bị coi là bắt nạt người khác, đây là đạo lý gì chứ, lão tứ cười khinh bỉ. Tập 109, thấy tên đồ đệ định phát hỏa, hoa vô đạo liền lớn tiếng quát, im miệng, mặt mũi của vi sư đã bị ngươi làm cho mất hết rồi, mau lui ra. Sau đó quay sang nói với đám minh thế nhân, nghiệt đồ vô lễ, mong các vị rộng lòng tha thứ. Nghe vậy, minh thế nhân cũng mất kiên nhẫn, đừng có nói những lời vô ích nữa, mau nói chính sự đi. Vẫn là câu nói kia, ta đến ma thiên các chỉ có một cái mục đích, chính là giải khai tâm kết, ba chiêu, chỉ cần ba chiêu là đủ. Hắn cần ba chiêu, bởi vì 20 năm trước, chỉ trong ba chiêu, hắn đã bại dưới tay cơ thiên đạo, nên luôn canh cánh trong lòng. Điều này làm cho Lục Châu cũng bất đắc dĩ, thành thật mà nói, hắn thiếu thốn một bộ phận ký ức của cơ thiên đạo, và hắn cũng không nhớ rõ lắm, những năm này cơ thiên đạo đánh bại vô số cao thủ. Có thể nhớ được cái tên hoa vô đạo đã là tự hào lắm rồi, làm sao mà có thể nhớ nổi chiêu thức của hắn được cơ chứ, vì vậy liền thăm dò ba cái chiêu trước đây của hai mươi năm trước sau lúc này hoa vô đạo liền giải thích năm đó ta đã đạt tới đạo môn tối cường hộ thể cương khí cũng không ngăn trở được hai mươi năm qua ta khổ tâm nghiên cứu không ngừng rèn luyện và cải tiến công phóng cơ huynh có thể sử dụng bất cứ chiêu số nào ta chỉ phòng ngự không tiến công ta nếu như có thể bảo vệ tốt vượt qua được ba chiêu tâm kết liền giải khai nếu không chống đỡ được ta sẽ tự phế đi tu vi từ nay mai danh ẩn tích ngay từ đầu hắn đã xác định chuyến đi này chỉ có thành công, thất bại đồng nghĩa với bay màu. Nghe hắn nói, Minh Thế Nhân cười khinh bỉ, ha ha ha, ngươi đúng là không muốn mặt mũi nữa mà. 20 năm chui vào cái mai rùa nghiên cứu công pháp phòng ngự, sau đó chạy tới cầu xin sư phụ ta đánh ngươi, lại còn mạnh miệng. Chỉ cần ăn đòn thì liền có thể giải khai được tâm ma, tiểu diên nhi thấy sư huynh bộ dáng bỉ ổi mắng người như vậy, có chút sùng bái. Nói thật mà nói, ngươi là loại người mà trong đời ta không bao giờ muốn gặp, chẳng biết hắn lôi đâu ra được một em bé rùa chọc đầu màu xanh. Nghe những lời khinh bỉ này, hoa vô đạo cũng không tức giận, những cái lời nói của Minh Thế Nhân cũng không phải là không có lý. Hắn cũng biết cách này là vạn bất đắc dĩ cuối cùng mà hắn có thể nghĩ ra, dù sao 20 năm dậm chân tại chỗ, hắn đã thử đủ mọi cách rồi. Trên đời này nào có ai nghiên cứu công pháp phòng ngự tận 20 năm cơ chứ, sau đó thì chạy tới nói đối thủ, đưa ra yêu cầu, hãy đánh mình đi. Lúc này, đoan mộc sinh cũng dơ bá vương thương của hắn ra, hoa vô đạo, ngươi thật sự không muốn mặt mũi mà cho ta 10 năm nghiên cứu chiêu thức phòng ngự này của ngươi. 10 năm sau, nếu như ta không cho ngươi đi bán muối bằng một thương, tên của ta sẽ viết ngược lại, hắn mạnh miệng gáy bẩn, tên này giờ đi đâu cũng ôm khư khư thanh long thường. Có vẻ như càng ngày, lão Tam càng học được tinh túy mắng người của lão Tứ, khiến hắn cũng phải giơ ngón tay cái ra khen sư huynh. Ngươi nghiên cứu 20 năm, ta chỉ cần 10 năm, à không, chỉ cần 5 năm mà thôi, lão Tam rất tự tin để gáy bẩn thấy đám này khinh thường sư phụ mình tên đồ đệ của hoa vô đạo tức giận lắm hắn nói với sư phụ chúng ta vẫn là đi đi không cần thiết tiếp tục như vậy đồ nhi đã sớm nói ma thiên các này không để chúng ta vào mắt mà nhưng hắn làm sao hiểu được nỗi thống không hai mươi năm nay vì vậy hoa vô đạo liền quát ngậm miệng vào cho ta cùng với đó hoa vô đạo quỳ một chân cúi đầu hành lễ bộ dáng cầu xin ta không cầu gì khác ta cũng tự biết mình không phải đối thủ tâm ma này một ngày không giải là tiếc nuối cả đời của ta khẩn cầu cơ huynh giải khai tâm kết giúp ta chứng kiến cảnh này lục châu ngồi im lặng cảm khái người tới ma thiên các khiêu khích một mình cũng có đánh hội đồng cũng có vài lần đánh lén cũng có chính là chu kỷ phong kia duy chỉ có người này duy nhất tới cửa quy gối cầu xin được ăn đòn đây là lần đầu tiên thật sự là làm cho cười cho thiên hạ thiên hạ kỳ văn ngàn năm chưa có mà thỉnh cầu các chủ thành toán hoa vô đạo tiếp tục cầu xin giọng thành khẩn thấy thế tiểu diên nhi liền sút bay con rùa mà tứ ca vừa cho tức giận không ban cho mau cút đi nhưng mà một sút lại không bay màu con rùa nàng chạy tới nhặt lên tiếp tục sút nó đúng là không biết yêu thương động vật mà lúc này lục châu nhẹ giọng hỏi hoa vô đạo ngươi thực sự muốn giải khai tâm kết này hay sao hắn cũng thấy được thành ý của tên này thấy có hy vọng hoa vô đạo nhanh chóng đáp đương nhiên cái này là ước nguyện cả đời của ta vẫn xin các chủ toàn lực ứng phó lục châu cũng chưa vội đáp ứng hắn tiếp tục nói từ xưa tới nay chính ma lưỡng tập ngươi lại tới cầu xin bản tọa không sợ người trong thiên hạ chế nhạo hay sao đối với người 20 năm bị chê cười như hoa vô đạo điều này cũng không có gì đồng thời hắn cũng hiểu rõ âm mưu thiên hạ đại viêm thiên hạ vốn không có chính ma bất quá có người quấy phá muốn phân rõ ra chính đạo mà ma đạo dù hắn không nói rõ cũng có thể hiểu hoàng triều đại viêm cố ý làm như vậy cho đám tu tiên giả tranh đấu với nhau cả ngày không tập trung không có sức lực đi đối phó với hoàng triều lục châu với tư cách người hiện đại hắn quá hiểu những âm mưu thâm sâu này liền nhẹ giọng đã như vậy bản tọa liền ban thưởng cho ngươi cơ hội lần này nghe vậy hoa vô đạo rất vui mừng đa tạ đã thành toàn tuy nhiên lục châu chưa xong bất quá trước hết ta có hai điều muốn nói lục châu vuốt vuốt cái bộ râu dê của hắn xin các chủ thỉnh giảng hoa vô đạo chăm chú lắng nghe thấy sư phụ mình như thế tên đồ đệ hoa vô đạo buồn bực lắm thật sự là rất khó chịu sư phụ mình vì để tranh thủ cơ hội lại khu núm như vậy nhớ ngày trước hoa vô đạo tại vân tông là bực nào uy phong chứ người người kính sợ nhưng tới ma thiên các này lại bị khuất nhục như vậy đậu huế nếu hoa vô đạo không khiêm tốn như thế chắc mên đã cho bay màu từ tám đời nào rồi còn ở đó mà múa mỏ lúc này lục châu chậm rãi nói thứ nhất ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản tọa giao thủ đoan mộc sinh và minh thế nhân sẽ thay bản tọa xuất thủ đánh bại bọn họ ngươi mới có tư cách mặc dù hắn biết hai con hàng này không thể đánh được hoa vô đạo nhưng cơ hội hiếm có mài rũa tinh lọc cho hai khứa lục châu cũng rất tranh thủ thứ hai bản tọa thời gian quý giá nếu như ngươi thua phải đáp ứng bản tọa một điều kiện nói lời này có nghĩa là bên không có ý định cho tên này bay màu rồi đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt lục châu nhàn nhạt, nhạt nói nghe vậy tên đồ đệ của hoa vô đạo tức giận muốn phát hỏa nhưng hắn chưa kịp mở miệng hoa vô đạo đã đứng dậy phát ra cương khí mạnh mẽ đánh bay tên này đi vi sư mang ngươi tới đây là muốn để cho ngươi đi theo, học hỏi thêm kiến thức, ngươi ngược lại tốt rồi, ngay cả chuyện của vi sư cũng dám ngăn cản sao. Thấy sư phụ tức giận, tên kia sợ hãi, đồ nhi không dám, nếu còn dám nhúng tay vào chuyện của vi sư, ta sẽ liền đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ngươi. Điều này làm cho tên kia run rẩy, đồ nhi, đồ nhi tuân mệnh, sau đó, hoa vô đạo bước đi tới phía trước. Hắn nói với Lục Châu, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần không làm gì hại tới Vân Tông, những điều kiện khác ta đều có thể nói ra thì tên này cũng là người có tình có nghĩa dù đã đi khỏi vân tông hắn vẫn lo nghĩ cho môn phái lúc này minh thế nhân cũng phát ra cương khí hộ thân vui vẻ nói ta sẽ thay sư phụ xem thật kỹ một chút cái thủ đoạn rùa đen của ngươi rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu khí thế của hoa vô đạo càng lúc càng kéo lên mạnh mẽ hắn đưa tay mời nhìn thấy cương khí của hắn minh thế nhân nhận ra đây là lục hợp ấn là một môn đạo ấn cực kỳ phức tạp Tu hành giả có thể tu luyện đạo ấn này tới cực hạn cũng cực kỳ thưa thớt, cái gọi là lục hợp chính là thuật ngữ riêng của môn công pháp này, dùng tinh, khí thần ở bên trong, kết hợp với tay mắt, thân hình ở bên ngoài, thống nhất thành một thể. Lúc này, vòng cương khí bảo hộ đã bao quanh thân hình Hoa Vô Đạo, cực kỳ mạnh mẽ. Thấy vậy, Minh cũng thầm khen ngợi, lục hợp ấn của Hoa Vô Đạo thậm chí còn độc đáo hơn bình thường, có thể đem cương khí cô đọng tới mức này. 20 năm nay hắn đóng cửa tu luyện cũng không uổng phí mà có thể thấy được sự si mê của hắn đối với tu hành nhìn thấy cương khí nhỏ bé của minh thế nhân hoa vô đạo có lòng tốt nhắc nhở nếu chỉ có trình độ thế này vậy thì ta đề nghị hai vị cùng tiến lên đi dù sao hắn cũng là cường giả chỉ sợ cơ thiền đạo chứ đối với người khác ngạo khí của hắn vẫn có nghe vậy minh thế nhân tức giận cuồng vọng hắn bắt đầu tấn công trước lên cái mai rùa của hoa vô đạo nhưng mà lực đạo đánh lên cái mai rùa lại bị đẩy ngược về sau các phương vị khác cũng đều như vậy lão tứ như một con khỉ chạy tới chạy lui trên cái lồng cương khí nhưng vẫn không thể nào đánh trúng được người hoa vô đạo một lúc sau minh thế nhân cũng thấy yếu thế liền dừng lại lui về sau nhìn cảnh này lục châu thầm nghĩ một chiêu này hoa vô đạo đã thắng bởi vì hắn đã phòng ngự thành công tiếp tục minh thế nhân tức giận hắn liền lôi cái vũ khí của mình ra ly biệt câu sao điều này làm cho hoa vô đạo cũng rất lấy làm kinh ngạc lại còn có vũ khí thiên giai sao vũ khí thiên giai sở dĩ quý giá vô cùng bởi vì nó sở hữu một công năng rất đặc biệt đó chính là phá cương hay nói chính xác là năng lực phá vỡ cương khí bao gồm cả hộ thể cương khí và pháp thân của tu luyện giả tiểu diên nhi lúc này cũng hùng hổ cổ vũ hình ảnh của ly biệt câu trùng trùng điệp điệp tập trung vào một điểm tứ sư huynh cho hắn đi bán muối đi sau đó từng tiếng va chạm giữa ly biệt câu và cái mai rùa vang lên đinh tai nhức óc những cương khí vòng xoáy thể hiện cho sáu thức tương hợp của hoa vô đạo một lần nữa quang mang đại phát đánh bật đòn tấn công của Minh Thế Nhân, khiến hắn kinh ngạc. Bị bắn ngược ra phía sau, cái mai rùa này của Hoa Vô Đạo đúng là đủ cứng, một phần cũng là do chênh lệch về tu vi. Hoa Vô Đạo là nguyên thần kiếp cảnh thất diệp kim liên, hơn rất nhiều so với Minh Thế Nhân, trận chiến này chỉ để rèn rũa tu luyện cho lão tứ mà thôi. Hắn cũng hiểu điều này, cho nên dù có bị thua, Minh Thế Nhân vẫn chống vũ khí, ánh mắt kiên định, tiếp tục. Tập 110, sau khi ăn thua thiệt, Minh Thế Nhân muốn tiếp tục tấn công, thì đột nhiên bá vương thương thanh long chặn trước mặt hắn vẫn là để ta tới đi ngươi lui ra trước đi đoan mộc sinh lạnh giọng nói hắn liền thi triển pháp thân bách kiếp động minh đối mặt với cao thủ cỡ hoa vô đạo hắn không giữ lại chiêu số thả cửa mà chiến từ pháp thân cho tới vũ khí thiên giai thấy vậy lục châu thầm nghĩ minh thế nhân dù sao cũng không phải loại tu luyện giả sử dụng sức mạnh thân thể hắn thiên về linh hoạt và biến ảo đối phương lại co đầu rút cổ trong cái mai rùa lục hợp ấn minh thế nhân sẽ có phần lép phế nhưng loại châu bò húc như đoan mộc sinh vừa hay lại phù hợp lúc này đoan mộc sinh bắt đầu tấn công với chiêu thức điệp lãng thiên trọng từng cơn sóng sung kích đánh lên bề mặt lục hợp ấn cảm nhận được sức mạnh và khí thế của đoan mộc sinh hoa vô đạo khá kinh ngạc không hổ là ma thiên các danh chấn thiên hạ người nào người nấy đều có thiên giai vũ khí nhưng mà hắn cũng không sợ lập tức dùng lục hợp ấn đón đỡ chứng kiến cảnh tượng này chu kỷ phong kinh ngạc lắm đạo môn lục hợp ấn đúng là đoạt thiên địa tạo hóa mà hình thành ta lần đầu tiên thấy được có người sử dụng lục hợp ấn tới trình độ này đó. phan trọng cũng đồng ý. ta cũng vậy. ta xuất thân từ tịnh minh đạo, ta cũng từng tu luyện lục hợp ấn. tất cả mọi người đều chỉ tập luyện phương pháp tấn công, bỏ đi phòng thủ. hôm nay chứng kiến trận chiến này, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt mà. một mực phòng thủ như rùa rút đầu tiếp tục nào. đoan mộc sinh hưng phấn tiếp tục tấn công. nhưng mà chưa tấn công của đoan mộc sinh tới vị trí nào, lục hợp ấn của hắn đều tụ hợp tại đó để ngăn cản. chứng kiến cảnh này lục châu thẩm tính toán một đòn đánh từ xa đối với phòng ngự mạnh như hoa vô đạo thực sự là không có hiệu quả nhiều hắn liền nói nếu ngươi đã biết tới phương pháp tụ lực vào một điểm để phá vỡ mai rùa thì cứ như vậy mà tiếp tục nghe được sư phụ chim lợn cho đoan mộc sinh vui mừng lắm đa tạ sư phụ chỉ điểm sau đó hắn liền theo phương pháp này điệp lãng thiên trọng tụ hội vào một điểm ở phía dưới lục hợp ấn cũng đang tụ hợp để chuẩn bị đón đỡ thấy cảnh này phan trọng mở to mắt nhìn thương ảnh của bá vương thương được bách kiếp động minh pháp thân gia chỉ xuống, đã không còn nhìn thấy rõ lắm rồi, thiên nhất quyết đại chiêu đã được bộc phát ra rồi. Thiên quyến hữu khuyết chính là đại sát chiêu của thiên nhất quyết, công pháp chủ tu của Đoan Mộc Sinh, thương ảnh tụ tại một điểm, hình thành một luồng xung kích nhỏ, bắn thẳng về phía lục hợp ấn mai rùa bên dưới. Thấy vậy, Hoa Vô Đạo cười nhẹ, thật không nghĩ tới, mà thiên các đệ tử lại mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc, như vậy vẫn chưa đủ, hắn cất lời khen ngợi. Lúc này hoa vô đạo lại biến đổi tay chân múa may vẽ trong hư không chứng kiến cảnh này chu kỳ phong kinh ngạc hoa vô đạo bước chân liền biến ảo cái mai rùa kia lại biến ảo thêm hình dáng ở bên ngoài hình thành một vòng cương khí thái cực đổ có bát quái vườn quanh lục hợp ấn ở bên trong tương hợp với bát quái tên hoa vô đạo này vậy mà lại đem bát quái chi thuật kết hợp cùng một chỗ với lục hợp ấn bên trong bất luận cái chiêu thức này có uy lực thế nào cái can đảm dám thử nghiệm này khiến cho người khác phải kinh ngạc mà ở bên trên vô số thương ảnh đã tập hợp tại một điểm lấy điểm phá diện nện thẳng lên trên lục hợp ấn kết hợp với bát quái đầu lục hợp ấn thật sự rất mạnh tam sư huynh đã sử dụng đại chiêu như vậy thế mà cũng vô pháp dung chuyển được nó tên hoa vô đạo thực sự là người có nghề chu kỳ phong và phan trọng trợn mắt há mồm ở giữa đại điện toàn bộ lục hợp ấn đã tụ tập ở phía trên ngăn cản chiêu thức của đoàn mộc sinh còn chưa có kết thúc đâu tên đầu gỗ đoàn mộc sinh nhảy lên cao dùng lực bản thân và bá vương thương trực tiếp đâm vào mai của của hoa vô đạo bá vương thương đánh lên mai rùa hiện lên các cái lỗ nhỏ gần như có thể xuyên thủng được lục hợp ấn nhưng như vậy thì vẫn là chưa đủ thực lực để phá vỡ được lục hợp ấn cả hai người đều tung ra thực lực cường đại so kè nhau một người tấn công chiêu thức mạnh nhất một người chỉ phòng ngự mạnh nhất lục hợp ấn hình thành sáu cái chữ triện lớn hội tụ lại cùng một chỗ đồng thời bát quái đồ bao phủ cũng kéo lên cao dung hợp cùng với sáu chữ triện kia tại thời điểm va chạm giữa bá vương thương và lục hợp ấn nguyên khí hỗn loạn xen lẫn âm thanh hình thành quỷ dị sóng âm xung kích giống như là hỗn hợp âm công vậy làm cho những người có thực lực yếu như phan trọng và chu kỳ phong phải lấy tay bịt tai lúc này đoan mục sinh quyết định dùng tới chiêu cuối cùng của mình hoa vô đạo cũng giơ cả hai tay hình thành đồ án đại bàng vỗ cánh dốc toàn lực thủ nhìn cảnh này lục châu suy đoán hiển nhiên là hoa vô đạo đã sớm nghĩ tới sẽ có người dùng phương thức dùng điểm phá diện để phá cái mai rùa của hắn nên đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ sau đó, một tiếng va chạm cực mạnh, lực xung kích xuyên ra ngoài ma thiên các vài dặm, Hoa Vô Đạo cũng bị chấn lui lại. Đoan Mộc Sinh cũng không ngoại lệ, hắn thu lại pháp thân, bật ngược về sau. Nhìn về phía Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh thầm nghĩ, tên Hoa Vô Đạo này không ngờ lại chống đỡ được đại chiêu của mình, mà chỉ lùi lại có hai bước mà thôi. Lục Hợp Ấn, sau cái chữ chuyện lớn, vậy mà đã bị thương ảnh đánh tan rồi, Hoa Vô Đạo cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái chiêu mai rùa này của hắn không ai có thể phá được trước khi tới ma thiên cát hắn đã từng tìm tới không chỉ một vị cao thủ nguyên thần kiếp cảnh thử qua không ngoại lệ không có ai thành công cả không nghĩ tới sẽ bị đoan mộc sinh bước lui nếu như hắn mạnh thêm một chút một chiêu kia không chừng có thể đánh tan lục hợp ấn đánh lên thân thể hắn chứng kiến cảnh này lục châu tay chắp sau đít cảm thán vậy mà lui lại ba bước so với hoa vô đạo lui lại hai bước đoan mộc sinh chiêu này đã thua rồi lúc này Hoa vô đạo cất tiếng khen ngợi tự đáy lòng, các hạ hảo thủ đoạn A. Đoan Mộc Sinh vẫn hưng phấn lắm, muốn đánh tiếp ba chiêu nữa. Nhưng mà Hoa vô đạo không đồng ý, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Tuy nhiên ba chiêu đã kết thúc, dựa theo ước định trước đó, bây giờ hẳn là các chủ sẽ xuất thủ. Hắn liền nhìn về phía Lục Châu, xin các chủ chỉ giáo. Tập 111, sau chiêu thức cuối cùng đó, Đoan Mộc Sinh vẫn hùng hổ, hắn không chịu thua. Vừa rồi ta vẫn chưa dốc hết toàn lực, chỉ cần thêm một chiêu nữa ta có thể phá được lục hợp ấn của ngươi. Nghe vậy, hoa vô đạo lắc đầu, khẽ nhắm mắt, nếu không phải ta nhất thời chủ quan. Chỉ sợ các hạ còn không có thể bước lui ta được, chiêu lục hợp ấn vừa rồi, ta cũng mới chỉ dùng có năm thành thực lực mà thôi. Điều này làm đám chu kỳ phong kinh ngạc lắm, chưa thức mạnh như vậy mà chỉ dùng có năm thành thực lực thôi sao, lục hợp ấn chống đỡ được đại sát chiêu của tam sư huynh. Vậy mà chỉ cần có năm thành thực lực thôi sao, điều này quá là khó tin mà, với người quen thuộc như Phan Trọng, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua lục hợp ấn phòng ngự mạnh như vậy. Lúc này, Lục Châu cũng đi qua người hoa vô đạo, cái lục hợp ấn này của ngươi chính là thành quả 20 năm khổ tu của ngươi sao, hắn nhẹ nhàng hỏi. Hoa vô đạo lập tức xác nhận điều này, không chút gian dối. Bản tọa nếu như xuất thủ, có thể ngươi sẽ bay màu đó, có chịu được không đây, Lục Châu lạnh lùng nói. Nghe vậy, dù có chút giật mình, hoa vô đạo vẫn nhẹ giọng đáp, mời các chủ chỉ giáo, nếu như bất hạnh bỏ mình, hoa vô đạo ta tự làm tự chịu. Điều này làm cho Lục Châu cũng yên tâm, hắn cũng không muốn cho tên này đi bán muối, tên này còn nhiều hữu dụng để hỏi. Lục Châu tiếp tục bước đi ra bên ngoài Ma Thiên Các đại điện, đi ra ngoài đi, nếu ngươi làm hỏng thứ gì, ngươi phải trả tiền cho thứ đó. Lục Châu sợ Tiểu Diên Nhi đi theo đòi tiền hắn, dù sao thẻ đạo cụ sức mạnh hắn không thể kiểm soát được. Lúc này, đám Hoa Vô Đạo và mấy tên hóng hớt cũng nhanh chóng đi ra ngoài đại điện Ma Thiên Các. Cách Lục Châu một khoảng, Hoa Vô Đạo liền dừng lại, nhìn chăm chú về phía mình hắn quan sát một hồi lâu cũng không cảm nhận được bất cứ khí tức nào hay là dao động nguyên khí nào từ trên thân cơ thiên đạo cũng không thấy điều động nguyên khí tĩnh lặng như nước hoàn toàn là dáng vẻ không quan tâm nhưng hoa vô đạo cũng không có thời gian suy xét lâu hắn liền phát ra cương khí đạo ấn của bản thân hình thành cái mai rùa quen thuộc chứng kiến cảnh này phan trọng rất lấy làm kinh ngạc dưới chân bát quái đồ án chung quanh cản khôn sinh tử thủy hỏa sau cái chữ chuyện lớn lấp lóe kim quang xoay tròn so với trước đó khi thế càng là mạnh hơn nhưng mà điều này vẫn chưa có kết thúc hoa vô đạo song trưởng xuất hiện hai chữ có và không nữa trọn vẹn tám cái chữ lớn thật sự là không có nghĩ tới cái loại tình huống trước đó hắn còn ẩn giấu đi thực lực lục hợp ấn biến thành bát hợp ấn kết hợp với bát quái đổ đây mới là chiêu mai rùa đen mạnh nhất của hoa vô đạo đối mặt với ma đầu đệ nhất thiên hạ hắn không thể khinh thường tung ra thực lực mạnh nhất điều này làm cho hai con hàng minh thế nhân và đoan mộc sinh cảm thấy xấu hổ hoa vô đạo không hề nói khoác hắn thực sự chỉ mới sử dụng có năm thành thực lực thôi sao không biết lão nhân gia ông ấy có thể đánh bay được cái chiêu rùa rụt đầu này không nữa sau một lúc đã tụ lực đầy đủ hoa vô đạo liền thủ thế ra hiệu mời lục châu tấn công thấy vậy lục châu cũng chẳng quan tâm hắn đang băn khoăn không biết dùng loại thẻ nào bởi hắn cũng chưa muốn cho hoa vô đạo đi bán muối cuối cùng hắn cũng chọn được thẻ đạo cụ khởi động thì hình thành lên một vòng xoáy từ trên bầu trời khổng lồ bao chim cả ma thiên các bên dưới so với nó mai rùa kia chỉ như đom đóm mà thôi sau đó từ trong vòng xoáy lôi điện đánh xuống như thác làm cho hai con hàng phan trọng hoảng sợ đó là lôi cương cái này sao có thể chứ minh thế nhân và tiểu diên nhi cũng không thể tin nổi ngay cả đoan mộc sinh là người đi theo cơ thiên đạo lâu nhất ở đây hắn cũng chưa từng thấy lão nhân gia ông ấy thi triển cái chiêu thức này bao giờ cái gì mà lục hợp ấn cái gì mà bát quái đồ bát tự chữ triện cơ chứ vẻ mặt lục châu bình thản trong khi hoa vô đạo thì cực kỳ sợ hãi lôi điện đại diện cho thiên phạt kẻ nào không sợ cơ chứ chỉ một chiêu liền đánh tan cái mai rùa bát hợp đạo ấn của hoa vô đạo đồng thời đánh bay tên này ra xa sức mạnh của lôi điện không gì có thể ngăn cản được may mà đi ra bên ngoài chứ đánh bên trong thì ma thiên các bây giờ chắc cũng bị cháy thành than hết rồi một mảng tĩnh mịch không có ai lên tiếng chỉ có tiếng xèo xèo và khói bốc lên cao ngút nên quảng trường cũng bị đánh thành cái lỗ lục châu lắc đầu cảm thán lôi cương đạo cụ tạp kích hoạt có 10% gây thương tích. Không biết tên này là vận khí tốt hay là kém may mắn đây, khói bụi đang che phủ tầm nhìn của Lục Châu. Một lúc sau, mới có thể nhìn rõ hiện trạng của hoa vô đạo, vẫn may mắn, chưa có bay màu, bất quá, có thể tránh được 1% nhất kích tất sát, xem như là vận khí tốt đi à nha. Mặc kệ là chúng đòn, hay là bị thương, so với bay màu thì vẫn tốt hơn, dù sao mạng vẫn là quan trọng nhất. Thấy tên này vẫn còn sống, Lục Châu liếc nhìn hắn nhẹ giọng nói, vào đại điện nói chuyện. Lúc này, Tiểu Diên Nhi liền chạy tới bên cạnh tên đồ đệ hoa vô đạo hù dọa trêu chọc tên này, phá đồ, bồi thường đi. Nếu cho ngươi bay màu thì không cần bồi thường nữa, thấy vẻ mặt hung thần ác sát của cô bé, làm tên này rẻ lắm. Sau đó, đoàn người từ bên ngoài tiến vào trong đại điện ma thiên các. Hoa vô đạo cũng lảo đảo bước đi vào trong, thân hình có vẻ bị thương không nhẹ. Ở một bên, đoan mộc sinh cảm giác lúc này không có giải hận hay là nhẹ nhõm gì cả, mà là rung động, đồng thời nội tâm cũng khá xấu hổ cái lục hợp ấn với năm thành công lực hắn còn không đánh được vậy mà bát hợp ấn 10 thành thực lực một chiêu của sư phụ cũng không đón đỡ nổi quá là mất mặt mà còn minh thế nhân sau nhiều lần chứng kiến sức mạnh của lục châu hắn triệt để thần phục sư phụ lão nhân gia ông ấy vẫn một mực dấu bài từ lúc đánh lui thập đại cao thủ hắn cũng biết sư phụ có nhiều át chủ bài nhưng có bao nhiêu thì không người nào biết được còn vẻ mặt tiểu diên nhi cực kỳ sùng bái phan trọng thì nhìn lục châu với ánh mắt run rẩy hoa vô đạo bị đánh bại cũng không quá bất ngờ điều không ngờ là các chủ lại sử dụng lôi cương lôi cương tên cũng giống như ý nghĩa của nó tại thời điểm ngưng khí thành cương thì cương khí hùng hồn đến một cảnh giới nhất định liền có uy lực mạnh mẽ giống như lôi điện một loại thủ đoạn hiếm có mà đáng sợ vô cùng tên này kiến thức có vẻ rộng rãi từ rất lâu rồi lôi cương đã biến mất khỏi giới tu hành hiện tại lôi cương chỉ tồn tại trong sử sách của đại viêm mà thôi nhưng không có ai chân chính học được nó càng không nói tới có thể nhìn thấy được hình dáng của lôi cương như thế nào lúc này hoa vô đạo cũng khuỵu xuống hắn cũng kinh sợ lắm lôi không ngờ lại là lôi cương trong truyền thuyết kia như vậy thì hắn thua cũng không oan thấy sư phụ như vậy tên đồ đệ rất lo lắng định chạy tới đỡ nhưng hoa vô đạo đã giơ tay ngăn cản hắn lại thua ở lôi cương thủ đoạn này là điều chưa bao giờ hắn nghĩ tới nếu biết cơ thiên đạo nắm giữ thủ đoạn như vậy mình sẽ không đến ma thiên các này để tự chuốc nhục vào mình đúng là mỉa mai mà lúc này hắn ho lụ khụ cảm thấy tức ngực kẻ yếu thua không đáng sợ đáng sợ là sau khi thua rồi còn đánh mất tôn nghiêm của bản thân mình có chơi thì có chịu được ngươi nói đó là lôi cương thì đó là lôi cương lục châu thấy đám này nghị luận cũng mặc kệ không giải thích uống hớp nước trái cây cho mát đã khả năng chính vì không có người biết cho nên bọn chúng mới cho rằng cái chiêu này là lôi cương khụ khụ hoa vô đạo khó nhọc đứng lên ta vốn cho rằng thời gian 20 năm khổ tâm nghiên cứu một chiêu này nhất định sẽ đỡ nổi ngươi ba cái chiêu kia đáng tiếc đáng tiếc ta sai mười phần sai rồi hắn cảm thán một chiêu thì đã bại rồi còn dám gáy bẩn ba chiêu nữa sao thật là cho cười mà hoa vô đạo cười chua chát vận động rồi lại tâm tình sao động khiến thương thế càng xấu hơn hắn ho ra máu thấy thế tên đồ đệ lo lắng lắm nhưng mà hoa vô đạo không cho hắn lại gần hắn không thể mất đi tôn nghiêm của cường giả thấy cảnh này ba con hàng đồ đệ lục châu vẻ mặt bất đắc dĩ hắn đâu phải là không có việc gì nhìn biểu tình của hắn bây giờ thương thế tựa hồ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi Lúc này, Hoa Vô Đạo chắp tay, có chơi có chịu, chỉ cần không làm hại tới Vân Tông, những việc khác ta đều có thể đáp ứng, hắn thi lễ với Lục Châu. Thấy vậy, Lục Châu cảm thấy tên này ngược lại là sảng khoái, liền nói, bản tọa có một vấn đề cần ngươi trả lời, chỉ cần ngươi thành thật trả lời là được rồi. Nghe vậy, Hoa Vô Đạo liền đáp ứng, mời các chủ nói. Lúc này, ở trên cao, Lục Châu đăm chiêu nhìn Hoa Vô Đạo, nhẹ giọng hỏi, kẻ chủ mưu đứng sau sự tình Ngư Long thôn là ai hả? Hết tập 111 cảm ơn các bạn đã xem video của sâu hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé